Dạ, công sai Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Rồi, mời quý cô chú anh chị các bạn mình giao lưu chỗ thảo phô mai tứ quý mai vàng những clip qua, thì cảm ơn quý cô chú anh chị ủng hộ hết á. Đây mình lên clip mới, cái mới để cô chú mình trồng lựa nha. Kênh con sai Cần Thơ cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều đã ủng hộ con sai Cần Thơ chia sẻ tất cả các nhà vườn. Rồi mình đi dài vô ha, có một khối giấy nè, chắc là lực quái. Mình vô clip luôn ha. Rồi chào Thảo ơi. Chào cô chú các anh chị ạ. Hôm nay em giao lưu lô mai phôi. Mày tứ quý với mai vàng. Tứ quý với mai vàng ạ. Chứ có một góc giấy không? Góc bông giấy. Rồi số điện thoại giao lưu luôn Thảo ơi. Số điện thoại giao lưu là 0971 502 478. Rồi mình vô clip cây số 1 luôn ha. Số 1. Rồi clip vừa qua thì cô chú anh chị ủng hộ khá là hết clip ha. Rồi Thảo cảm ơn nhiều. Cây số 1 là này phô mai vàng hả tứ quý? Phô mai vàng. Rồi phô mai vàng. Phô đế nè. Lượt khác cô chú mặt điều. Đây cái tương đối là bự đặt luôn cái củ gốc. Hết hồn điều. Này lồng lực nữa cô chú anh chị bạn. Rồi cho đông số. Quay lại người ta coi luôn hả? Vị trí hiện tại là 43 hoành. Rồi, hoành 43. Tổng chiều cao 45. Đường kính bầu gì đó đầy đủ. Đường kính bầu là 52. Cái số 1 này em giao lưu giá 3,4 triệu. Rồi, quay nhập, quay nhập. Rồi, 3,4 triệu. Lực lắm mấy cuối nữa bạn. Đây không rẻ to to bự bự không. Gốc nó nở luôn, chà bá luôn. Đo đo qua qua hoành cái như cái củ gốc này thử nó bự đó nha. Cái sạc nó. Đúng rồi, đầu nở. Nè, cái này đúng rồi. Gom gom cái đó. Đây là cái này nè, cái này nè, đó đó. 85. Củ đặt 55. 85. Rồi phép đổi cây luôn. Số 2. Tiếp tục qua cây số 2 của chúng bạn. Cái số 2 phô mai vàng luôn. Củ đế cũng lực luôn. Gãy đều. Gãy đều của nó rất là đều. Rất là đều. Còn có củ luôn ha. Rồi cho đông số thôi. Rồi hoành cái này luôn, vị trí này. Vị trí này là 3. Quay. 38 hoành. Rồi. Tổng chiều cao 55. Đường kính bầu 42 ạ. Rồi. Giá luôn cái giá cái này em giao lưu là 1,8 triệu. Cây số mấy? Cây số 2. Rồi. 1,8 triệu cây số 2. Rồi tiếp tục cây qua cây số 3. Rồi, không phải vàng nữa coi chứ mà. Không phải vàng. Rồi, gom thành một cái con quái thú rất lực, có đuôi có đầu mình đầy đủ ha, chuyên cẳng dư luôn, cầm cho đông số luôn. Cái này đo hai vị trí, cái cổ nhỏ này là 19, cái nhỏ 19, tổng hoành 42, kính bầu 34. Chiều cao 20. Rồi quay vòng giao lưu giá luôn. Cây này em giao lưu giá là 1,8 triệu cây số 3. Rồi cây số 3 1,8 triệu. Rồi khách đổi cây luôn. Tiếp tục qua cây số 4. Không bao giờ không cao. Tàn dù. Cây đẹp lắm. Góc thân cao tàn dù. Qua thật cái đế. Đế lực luôn, đầy đủ luôn, nôm cao, cụ đế không đặt ha. Cây mai vàng này đế đẹp, đều gan luôn, trọt cho đông số luôn, hoành tài chiến luôn, 34 hoành, 4 hoành.
Tổng chiều cao 127. Rồi thoát thân luôn, thoát thân, đó thoát thân xuống. Thoát thân 64. Đường kính bầu là 45. Sổ cũ đế đây đầy đủ hết nha. Sổ 24. Rồi đó cũ luôn. Chứ xuống dòng xuống đã ngoài. Cũ đặt 76. Rồi, quay dòng như lưu giá luôn. Quá đẹp ha. Đặt sệt đều gan luôn, không chống luôn. Cây số 4 này giao lưu giá 3,2 triệu. Rồi 3,2 triệu cây số 4 là dạng. Rồi thích đổi cái. Tục qua cây số 5. Rồi phải bây giờ quái nữa chứ mà. Đấy ghế nó cũng lực lực, nó khá khá đều. To to. Mua gì tập chơi tập ghép là ok của chú bạn. Cô chú anh chị mua gì kiếm cây khác nấu thêm về cái chân rễ vô nó cây rất đẹp luôn. Trời cho đâu xấu rồi. Tại chí này. Chí này là 34. Chạc xuống. Chạc xuống là 44. Chiều cao. Chiều cao 60. Đường kính bầu 54. Rồi quay dòng giá luôn. Cây số 5 giao lưu giá 2,1 triệu. Dạ rồi, các bạn đổi cây luôn. Tiếp tục qua cây số 6. Thì cô chú ý, ừ ý cái nào luôn hãy tiếp cho Thảo ha. Rồi, một phong cao. Này là hay bị nghiêng không? Này nó chim lên là thẳng luôn chứ bạn. Vì cành rất là điệu á. Này nó còn quay hay nhỏ, không có thì không có chim được. Này ấy đứng lên là rất là thẳng luôn. Cành quá điệu luôn. Đúng rồi, dựng đó, nhìn nhìn đó vậy là cao thẳng đó luôn. Cái form nó thẳng vậy đó. Cầm vô đế ha. Đế con ghế to đều. Nó đều gan à, khoảng cách nó rất là đều. Góc nở. Gồm cho thông số luôn. Này giống như kiểu con thú đang ngồi. 31 vành. Rồi, vành 31. Thoát thân chiều cao. Thoát thân 57. Tổng chiều cao 139. Đường kính bầu 46. Chì cành trên rất là đều luôn. Rồi, giao lưu giá luôn. Cây số 6 này giao lưu giá 2,4 triệu. Rồi, phép mình đổi cây luôn, 2,4 triệu cây số 6. Không bây giờ. Tiếp theo cây số 7. Không cao ha, không chứ mà. Không cấp lúc đầu rồi. Không cao, dính dính. Chỉ cần trên điều. Đế khỏi chen, để chút xíu con đế dữ lắm đế luôn. Đế khủng luôn. Chỉ cần trên cũng khá là điều. Cây cũng già cây. Rồi có đế nha. Đọc mặt quá trời đẹp. Ghê đều ghê. Này cũng điệu luôn ha, không chống luôn cô chú bạn. Này có ghế đầy đủ luôn, kính cho tương đối là kính. Góc nó nở chẹt bự cho bá. Hết hồn cái đế. Nó lực. Rồi cho thằng số nha. Dịch nha. Quần eo. Eo 36. Em 36, còn chạc cái bự lắm không luôn. Thoát thân 87. Tổng chiều cao 2 m. Chiều cao 2 m. Sổ 33. Đường kính bầu là 60. Thôi hẳn cái cũ. Đôi cũ chạc. Xíu xuống, xíu xuống. Đúng rồi, nhìn dính tiếp rồi. Cũ nó 80. Cũ 80. Còn quay dòng như luôn giá luôn. Để lực tròn tròn, lực. Cái góc nở. Cây số 7 này giao lưu giá 3,4 triệu. Rồi, 3,4 triệu cây số 7 phong cao. Rồi, phép đổi cây. Giá mềm mềm cho cô chị mình chơi ha. Tại nuôi những cây mai cái gì là thời gian còn lâu. Quá trời một cái mai VIP nữa kìa, mai vàng. Này này có một cốt thẳng nha cô chú chị bạn, tại do bằng quay nó hơi bị nghiêng thì cái cây nhìn thấy nghiêng ha. Nhưng mà cây này rất đẹp, thẳng băng luôn.
Rồi nhìn từ xa cái này hơi hơi biết biết nha. Cô chú anh chị mình thấy sao chứ mình thấy sao rất là biết. Cái đế là khỏi chê. Cây này cái cạnh nó cũng ok luôn. Cái này xù luôn. Điều lên bể xù đất lắm chứ. Đó. Nó hơi lên nhẹ nhẹ. Cái xù nó tránh lên rất là nhẹ nhẹ. Thoát thân cũng vừa. Còn cái đế này khó nói quá trời cái đế luôn rồi. Thảo ơi, mai gì đế có giữ gì. Nè. Nó sổ mà nó đặt cái nè. Bành 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 không. Điều điều không mà nó sổ mà nó nôm lắm. Sao sao thấy nó dữ dữ sao. Mới thấy lần đầu cái cây này quá trời dữ dữ sao. Hết hộp thì trời. Mèo theo quay chạy trên vòng nhìn nó phê đá gì đâu. Này nó có phần à. Đâu đây rồi. Chỉ hiện tại là 39 hoành. 39 hoành. Này nó có phần à, cái nhưng mà nó sành cô chú bạn này. Sành. Cứ nhét à, không có gì chứ. Cái nhánh nhỏ nhỏ. Còn đế sổ nó 32. Thoát thân. Thoát thân 63. Tổng chiều cao 1m6. Đường kính bầu là 55. Này tương đối là đặt luôn đó, chứ mà nồi đế này như đặt luôn, sệt luôn. Khỏi chê nào. Nồi đế 145. Kệ quá cho quay quay về vòng. Nó sổ ra đều luôn. Nở nở bự bự ra từ 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 nó bự ra đều. Dữ lắm cái nồi đế. Nôm mà nôm bự đều ra nó gõ nét luôn đều gan. Nó bung xè ra. Xè đẹp luôn. Còn ghế to to tự có tay chứ lắm bự đây hay quyết ha. Rồi giá luôn cây số 8 cây số 8 này em giao lưu giá 6,5 triệu. Cái này rất là thẳng luôn chứ tại cho mình quay nghe. Rồi 6,5 triệu cây số 8. Số điện thoại lên Thảo ơi. Số điện thoại giao lưu em là 0971 502478. À, số đó có Zalo đầy đủ nha cô chứ mà. Zalo. Rồi tiếp theo cây số 9 mây vàng. Cây này cũng lực nhớ nha. Một khúc thông băng. Chỉ cành thì khỏi chê. Điều. Chỉ cành đó. To to điều điều. Một khúc thông băng. Còn cái đế thì nó cũng lực luôn. Còn ghế nó bự điều. Ghế tương đối điều luôn. Nhìn nó không trống. Nó cũng nở. Đạch hộp để ghế nó điệu gan luôn. Gốc nó nở ha, ghế nó khó điệu. Thì nó biết ha. Rồi, chăm số luôn. Nhìn kính tao. Vị trí này là 37 hoành. Rồi, hoành 37. Sẵn đó. Đúng rồi. Thoát thân trước. Thoát thân 20. Cái đó nào trước được chứ. Điện nào đó. Tấm chiều cao 90. Chiều cao 90. Đường kính bầu 84, 48. Sổ, 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 củ đầy đủ. Sổ 23. Thôi cái củ sẽ hào hảo củ. Gốc đế này con đó khá là đặc luôn. Củ đặc 74. Rồi, giá như luôn luôn. Có mây vàng cây số 9. Cây số 9 em giao lưu giá 3,8 triệu. Dạ rồi, rất là cây luôn. Theo qua cây số 10. Cái số 10 là cây bông giấy, sắc pháo. Cây giấy sắc pháo. Còn giấy sắc pháo của chúng ta. Này nó gồm gồm cái quái. Giống như giấy Mỹ, gốc như Mỹ. Ngày đó trồng trong cái thùng. À, trồng trong cái thùng. Chỉ cạnh đây khỏi chê điều. Này, ghế nó có, cho đây có phần lũa nào không? Có gì chỉ luôn nha. Có cái này nó hơi xam nhưng mà nó xam lỗi ha. Con cầm gậy đó nghe coi chứ. Cái thùng nó cãi ra thì chạy chứ. Cái đó là cái thùng mới chạy thôi chứ không có gì chứ. Chỉ có cầm gậy nãy bị hơi lỗ thôi. Rồi cho con số luôn. Đó, cái thân đây, cái thân nằm đây nè, cái này là nó dễ. Chỉ hiện tại đây là 54 hoành. Trên này. Tại chí đó 54. 54. Để sổ 27. Tổng chiều cao 63. Đường kính bầu. Đường kính bầu 48. Rồi giá luôn. Cây số 10. Giấy cây số 10. Giao lưu giá 5,1 triệu. Giấy sắc pháo. Rồi 5,1 triệu. Rồi phép đỏ xe luôn.
Tới Tứ Quý rồi, cô chú anh chị. Cây số 11 phôi Tứ Quý. Từ đây khúc này sau là phôi Tứ Quý hết nha cô chú mày. Chi cành khá là đều. Một cốt, thân một cốt thẳng thẳng. Rồi. Quay con đế luôn. Đế nhìn khá đế nha cô chú mày. Cũng cân đối đều. Nó không về nhưng mà đều đều. Rồi, cân số luôn. hoành 31 thôi, thoát thân chịu cao vậy luôn, đừng kính bầu sẵn đâu, kính bầu nữa. Thoát thân 28, đường kính bầu 41 chịu cao, tổng chiều cao 126. Quay dòng giao lưu giá luôn, cây số 11 này em giao lưu giá 2.4 triệu, 2.4 triệu cây số 1 cho gọi phép nữa cái luôn. Tục vào cây số 12 ngoài Tứ Quý, hai thân song kiếm hợp ích, phù thê gì đó cô chú anh chị muốn cho kiểu cái gì tên gì cũng được ha, chỉ cần điều quá điều luôn, hai thân mà chỉ cần quá điều luôn, mỗi chỉ cần nó đều gan cây ha. Dư luôn, cây này cũng già cây, gọi dòng đế luôn, để rễ có điều đều gan, còn rễ nó ra cân đối điều gốc nó nở, nhịn được cây không chống không đều gan luôn, từng cọng cọng to to đều, cái gọi cho con số luôn. Vị trí hiện tại 31 hoành, thoát thân 20, đường kính bầu 46, chiều cao tổng chiều cao là 1m07, cái lực góc hình ở nở lực rồi giá luôn. Cây số 12 này em giao lưu giá là 3.8 triệu. Dạ, 3.8 triệu cây số 12. Coi Tứ Quý người đứng này. Có chỉ cần đầy đủ không? Vậy gọi phép nổi cây luôn. Vậy gọi tiếp theo cây số 13. Chỉ cần trên điều là tầng dù hết. Cái này cũng tập chơi tập ghép cũng khá được, đế sổ nó hơi quái quái cũng khá, cây này đế cũng được được rồi, trong số luôn. Hôm nay vị trí hiện tại là 27 hoành, 27 đường kính bầu là 45, sổ nhẹ 20, tốt thân thoát thân 55, tổng chiều cao 1m04, giá luôn. Cái này em giao lưu cây số 13 giá 2.2 triệu. Dạ, 2.2 triệu cây số 13. Tiếp qua cây số 14. Cây số 4 cũng ngoài Tứ Quý hết nha cô chú mà. Vì sao không? Chỉ cần là cũng khá đầy đủ rồi. Một cốt tăng hai lắc nhẹ để điều, để này gãy điều anh lắm rồi, cho thông số luôn, góc hai là nở. Vị trí hiện tại là 33 hoành, đường kính bầu 41, thoát thân 48, tổng chiều cao 118. Cây số 14 này em giao lưu giá 2.7 triệu. Rồi, 2.7 triệu. Gấp đôi cây luôn. Theo cây số 15. Cây lùng lùng vừa gọn gọn, chỉ cành đầy đủ. Không phải Tứ Quý. Để rễ cũng khá, nó gốc nó nở, rễ đều đều. Rễ đều đều. Rồi, cho luôn số luôn. Chỉ hiện tại là 27 hoành. Hoành 27. Thoát thân 37. Tổng chiều cao là 70. Đường kính bầu 44.
Rồi giá luôn. Cây số 15 này em giao lưu giá 2,5 triệu. Rồi 2,5 triệu cây số 15 thôi tôi biết. Đây cây số 16. Ở có con ốc đó, nó hẹp chứ. Cây này UF nè. Cây số 16, nhìn nó lật phủ ha, đế ha. Lọc toàn dù ok, thì thành điều ở trên ha. Còn chú quý rồi chứ mày. Đế nè, quá trời đế nè. Qua dòng đế cái thôi đâu. Đế gãy đều. Lực nó sổ cao cao. Củ đế là to bự, rồi trong xấu luôn. Dễ to to, bự đều cũng ngắt. Đặt. Chứ hiện tại này là 35 hoành. Rồi, hoành 35. Thoát thân 58. Tổng chiều cao là 100. Đường kính bầu 53. Sổ 2 tấc. Đế này tương đối khá là đặc hơn luôn. Cụ hậu thì nó to bự lắm đâu. Cụ 88. Cụ đậm 88. Cây số 16 giờ này em giao lưu giá 4,1 triệu. Rồi 4,1 triệu. Quay thứ quý. Cây số 16. Rồi tiếp theo cây số 17. Rồi thứ quý tàn. Có tàn luôn đó chứ mà. Như một cái dù. Tàn thì tàn cắt. Mình thích để tàn để thích thì cô chú anh chị mình cắt có lùng lực cũng được, đầy đủ không? Có lùng lực. Có chi tàn đầy đủ. Ừ, chi cành đầy đủ. Hai thân đầy đủ luôn, đẹp, đều. Thân rất là đều. Quay vòng. Ồ, cụ đế đặt luôn. Bự nữa ha, góc nở im, gãy đều. Cây tứ quý này nè, đế đẹp. Mở gom hình cũ để điều luôn. Cứ ghen. Rồi cho thông số luôn. Hoành. Yes. Hiện tại là 39 hoành. Rồi, hoành 39. Thoát thân. Thoát thân 52. Tổng chiều cao nó 2m. Chiều cao 2m. Rồi tắt ngang, tắt ngang. Tắt ngang bao nhiêu? Mét. Tắt ngang 1m. Ngang 1m. Đường kính bầu là 49. Sổ cũ đầy đủ hết. Cũ ở cũ chứ. Cũ 73, cũ đặt. Cũ đặt, sổ nhẹ chắc tắt tắt ngửi. Sổ nhẹ là 18. Rồi giá luôn cây số 17. Giá cây số 17 là 4,5 triệu. 4,5 triệu cây số 7 hoa tứ quý. Có tàn luôn. Hai thân đều. Cây số 18, con tứ quý, con gọn xinh xinh, dì dừa. Cây này già cây lắm không? Đế ghẻ điều. Điều ghen à, không chống rồi. Ghẻ quá. Đúng rồi, hơi sổ non mà điều. Rồi, cho đồng số luôn. Cây này 24 hoành. Tổng chiều cao 59. Đường kính bầu là 45. Sổ 19. Giao lưu giá cây số 18 là 1,4 triệu. Dạ, 1,4 triệu cây số 18. Theo cây số 19. Hôm nay tôi quý, tôi quý anh chị các bạn. Bé này lực lắm. Đây chia làm 3 thân. Tam tài ha. Nhiệt từ tầng. Nhiệt đầy đủ luôn. Đầy đủ ha. Quay dòng đế nha. Đế ghế mình thấy rất là đều, đều ghen luôn mà không ghế to to bự bự không. Cũng khá là dày, cũng khá là đặc, góc nở. Đế khuyết ha. Đế khá là lực. Không chống luôn. Đế đều ghen. Bự bự không. Vị trí hiện tại là 43 hoành. Hoành 43. Thoát thân xíu. Thoát thân 17. Tổng chiều cao 87. Đường kính bầu là 51. Để gây điều to bự lực. Góc nở. Cây số 19 em giao lưu giá 4,7 triệu.
4,7 triệu, cây số 19 phô mai Tú Quý. Rồi xuống cây anh. Dạ rồi, đợt cây luôn. Rồi tiếp theo phô số 20 phô mai Tú Quý luôn. Cây cuối luôn. Cây này cũng khá là tâm tài luôn, chứ phải thân. Cây này cũng lực. Đế nó cũng hơi sổ sổ, dễ điều. Nhìn nó cân đối không chống luôn chứ mà, điều ra. Đây thì dư luôn. Dễ hay điều gan. Nó có mấy con gãy này luôn xuống là điều gan. Góc hình nở nở. Rồi, cho thông số luôn. Đo chỗ eo này là 36 hoành. Rồi, hoành 36. Thoát thân 15. Tổng chiều cao là 57. Đường kính bầu 53. Cái củ to to, đúng rồi. Đo củ rồi. Đúng rồi, tại vì đó được hảo hảo. 66 củ đặc. Củ 66 củ đặc. Đặc này quá đẹp, điều ghê. Cây số 20 ngoài Tứ Quý. Cây số 20 giao lưu giá 4,2 triệu. Dạ, 4,2 triệu. Cây này cuối clip. Rồi, chào số điện thoại cuối lên luôn em Thảo. Dạ, số điện thoại giao lưu em là 0971 502 478. Rồi, chào luôn. Dạ, chào cô chú anh chị ạ. Mong cô chú anh chị ủng hộ em. Rồi, chào Thảo luôn. Dạ. Rồi, mình chào quý cô chú anh chị các bạn. Cô chú anh chị nghĩ mã số cái nào hay chú Thảo nha. Chọn kênh. Rồi, trân trọng kính chào quý cô chú anh chị các bạn mình nữa.